Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách nhận biết nguyên âm ngắn. Trong bài học trước chúng ta đã học về nguyên âm dài, và trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là nguyên âm ngắn trong tiếng Hà Lan. Trong tiếng Hà Lan, nguyên âm ngắn đó là một nguyên âm đơn nằm trong âm tiết và nó theo sau là các phụ âm. Ví dụ, chúng ta có off-meeting, off-meeting. Từ này nó có ba âm tiết như sau: off-meeting, off-meeting. Chúng ta cùng nhau xem xét âm tiết thứ nhất off. Nó là nguyên âm A theo sau với phụ âm F, cho nên nó là nguyên âm A ngắn. Từ thứ hai, me, nó là nguyên âm E mở, do đằng sau nó không có một nguyên âm nào đứng sau, cho nên nó là nguyên âm E dài. Từ thứ ba, ting, đó là nguyên âm I theo sau là phụ âm NK, cho nên nó cũng là nguyên âm I ngắn. Tương tự như vậy, chúng ta hãy cùng nhau phân tích chữ vanmiddag, vanmiddag. Chữ này cũng có ba âm tiết: vanmiddag, vanmiddag. Âm tiết thứ nhất van là nguyên âm A đứng giữa hai phụ âm và nó theo sau là một phụ âm N, cho nên nó là nguyên âm A ngắn. Thứ hai là nguyên âm I theo sau nó là phụ âm D, cho nên nó cũng là nguyên âm I ngắn. Và âm tiết thứ ba, dag, theo sau chữ A đó là phụ âm G, cho nên nó cũng là nguyên âm A ngắn. Như vậy, sau hai ví dụ này, hy vọng các bạn đã hiểu thế nào là nguyên âm ngắn nằm trong một từ. Nó là nguyên âm đơn nằm trong âm tiết và theo sau đó là một hoặc nhiều phụ âm. Sau đây chúng ta cùng nhau điểm qua nguyên âm ngắn A trong các từ sau: zacht, zacht, zat, zat, man, man, pakken, pakken, wachten, wachten, zakken, zakken. Nguyên âm E ngắn nó thường phát âm như chữ E của mình trong tiếng Việt vậy. Ví dụ như trong các từ sau: gek, gek, spel, spel, stem, stem, spek, spek, het, het, pen, pen. Tiếp theo chúng ta có nguyên âm I ngắn: wit, wit, kind, kind, still, still, richting, richting, onmiddellijk, onmiddellijk, winter, winter. Bây giờ chúng ta có nguyên âm O ngắn: los, los, vol, vol, lot, lot, donker, donker, worden, worden, slordig, slordig. Và bây giờ là nguyên âm U ngắn: kus, kus, mug, mug, vlug, vlug, tussen, tussen, zuchten,
zuchten. Schuldig, schuldig. Cuối cùng trong phần này chúng ta có nguyên âm y ngắn. Mysterie, mysterie. System, system. Symptoom, symptoom. Gymnastiek, gymnastiek. Symbool, symbool. Thứ hai, nếu một nguyên âm đơn đứng trước phụ âm CH thì nguyên âm đó sẽ được xem như là một nguyên âm ngắn, ví dụ như trong từ lachen, lachen. Từ này là từ có hai âm tiết lachen, lachen. Lẽ ra theo định nghĩa nguyên âm dài chúng ta học ở bài trước, chữ A nó nằm ở cuối âm tiết thứ nhất và nó là nguyên âm đơn mở, cho nên lẽ ra nó là nguyên âm dài. Tuy nhiên chúng ta không áp dụng được quy tắc này ở đây, bởi vì âm tiết tiếp theo nó bắt đầu bằng phụ âm CH, cho nên chữ A này được xem như là một nguyên âm ngắn, là A ngắn. Tương tự như vậy chúng ta có kachel, kachel. Đây cũng là một từ có hai âm tiết kachel, kachel. Và chúng ta có chữ A đây là A ngắn. Maschine, maschine. Đây là một chữ có ba âm tiết, chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Maschine, maschine. Và ở đây chúng ta cũng có chữ A này là chữ A ngắn. Chú ý chữ CH trong chữ machine là chữ sh nặng như trong tiếng Việt của mình. Belachelijk, belachelijk. Đây là một chữ có bốn âm tiết. Belachelijk, belachelijk. Bởi vì chữ A nằm trong âm tiết la, nó đứng trước chữ CH trong âm tiết tiếp theo, cho nên nó được xem như là một âm A ngắn. Các bạn hãy chú ý đến quy tắc này nhé. Tiếp theo chúng ta có de stomme e, schwa. Stom trong tiếng Hà Lan có nghĩa là ngu ngốc. Thì chữ stomme e này nó đại khái người ta muốn ám chỉ là chữ e này rất là ngốc nghếch. Nhiều khi người ta cũng gọi chữ stomme e này là schwa. Nó được đọc là ơ. Nó được đọc là ơ, giống như chữ ơ trong tiếng Việt của mình vậy, ngắn thôi, ơ. Khi nào thì chúng ta gọi một chữ e là stomme e? Khi nó nằm trong từ và nó không được nhấn trọng âm thì nó được gọi là stomme e. Ví dụ meloen, meloen. Đây là một từ có hai âm tiết. Meloen, meloen. Chúng ta thấy chữ này nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai luôn, cho nên âm tiết thứ nhất, mặc dù chữ e theo nguyên tắc về nguyên âm dài, lẽ ra nó là nguyên âm đơn mở đứng cuối âm tiết thì lẽ ra nó là nguyên âm dài. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta không áp dụng như vậy, bởi vì trong chữ meloen này trọng âm nó ở âm tiết thứ hai, cho nên chữ e này được gọi là stomme e. Wortel, wortel. Tương tự như vậy chữ này cũng có hai âm tiết. Wortel, wortel. Và chữ này nó nhấn ở âm tiết thứ nhất, cho nên chữ e trong âm tiết thứ hai nó được xem là stomme e và nó được phát âm như là chữ ơ. Tiếp theo chúng ta có vogel, vogel. Từ này cũng có hai âm tiết. Vogel, vogel. Như các bạn có thể thấy rằng đây là từ nhấn ở âm tiết thứ nhất, cho nên chữ e ở âm tiết thứ hai nó cũng là stomme e. Thêm các ví dụ về stomme e. Water, water. Từ này có hai âm tiết. Water, water. Và chữ e trong âm tiết thứ hai nó cũng là stomme e.
Keuken. Keuken. Tương tự như vậy, chữ này cũng có hai âm tiết. Keuken. Keuken. Nagel. 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 Kinderen. Kinderen. Chữ này có ba âm tiết. Kinderen. Kinderen. Các bạn có thể thấy rằng chữ này nhấn ở âm đầu kin, cho nên hai chữ e ở hai âm tiết sau đều là stomme e. Werkelijk. Werkelijk. Tương tự như vậy, từ này cũng có ba âm tiết. Werkelijk. Werkelijk. Đây là một từ nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên, cho nên chữ e đầu tiên màu đỏ, nó là chữ e ngắn. Chữ e thứ hai ở âm tiết thứ hai màu xanh, nó là stomme e, cho nên mình phát âm là k. Gevangen. 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 Từ này nó được nhấn ở âm tiết giữa phong. Như vậy hai chữ e màu xanh đều là stomme e. Weten. 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 Đây là từ có hai âm tiết, và các bạn có thể thấy rằng chữ e màu cam nó là chữ e dài, nó là nguyên âm e mở nằm ở cuối âm tiết và nó được nhấn, cho nên nó là nguyên âm e dài. Còn chữ e màu xanh nó không được nhấn, cho nên nó là stomme e. Rekenen. 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 Đây là một chữ có ba âm tiết và được nhấn ở âm tiết đầu tiên. Do chữ e đầu tiên nó là nguyên âm e mở nằm cuối âm tiết, cho nên nó là nguyên âm e dài, re. Hai chữ e màu xanh đều là chữ e không được nhấn, cho nên nó là stomme e. Mình đều phát âm là ơ. Regen. 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 Tương tự như vậy, chữ này được nhấn ở âm tiết đầu tiên, re. Đây là nguyên âm e dài vì nó là nguyên âm e mở nằm ở cuối âm tiết và nó được nhấn. Còn chữ e màu xanh nó không được nhấn, cho nên nó là stomme e. Spreken. 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 Tương tự như vậy, chữ này cũng có hai âm tiết và được nhấn ở âm tiết đầu, cho nên chữ e đầu tiên nó là chữ e dài và chữ e thứ hai không được nhấn, cho nên nó là stomme e. Như vậy, bốn ví dụ trên đây các bạn đều thấy rằng các chữ e màu cam đều là chữ e dài, cho nó là nguyên âm mở nằm ở cuối âm tiết, cho nên nó được định nghĩa là nguyên âm dài và nó được phát âm dài e. Còn tất cả những chữ e khác màu xanh, nó nằm trong âm tiết và nó không được nhấn, cho nên nó đều là stomme e. Khi một nguyên âm e mở đứng ở cuối từ, có nghĩa là sau nó không có một phụ âm nào đứng, thì nó luôn luôn là stomme e và mình luôn đọc là ơ. Ví dụ, gewoonte. Gewoonte. Chúng ta có ba âm tiết. Gewoonte. Gewoonte. Như các bạn thấy, đây là từ có ba âm tiết và được nhấn ở âm tiết giữa won. Hai âm tiết còn lại không được nhấn, cho nên cả hai chữ e đó đều là stomme e và chúng ta phát âm là ơ. Waarde. 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 Lente. 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 Đây là từ có hai âm tiết và được nhấn âm tiết đầu tiên len, cho nên chữ e đầu tiên nó là e ngắn bởi vì theo sau nó là phụ âm n. Chữ e thứ hai nằm ở cuối âm tiết, cho nên nó là stomme e. Lente. 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 Lente.
Tương tự như chữ ở trên, chữ Lanter này nó được nhấn ở âm đầu tiên. Và chữ E màu cam nó được theo sau bởi phụ âm NK, cho nên nó là chữ E ngắn. Chữ E tiếp theo nó nằm ở cuối từ, cho nên nó là stomma E. Như vậy, một nguyên âm E nằm ở cuối từ thì nó sẽ luôn luôn là stomma E. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta luôn phát âm nó là E. Như vậy chúng ta vừa học qua một số quy tắc về nguyên âm ngắn trong tiếng Hà Lan. Nếu một nguyên âm nằm trong một âm tiết và theo sau nó là một hoặc nhiều phụ âm thì nó luôn luôn là một nguyên âm ngắn. Thứ hai, chúng ta vừa biết học về nguyên âm E. Nó sẽ có, nếu nguyên âm E nằm trong từ không được nhấn thì nó sẽ luôn luôn được xem là stomma E. Nếu các bạn có thắc mắc gì về việc chia âm tiết trong từ hoặc không biết nhấn trọng âm ở đâu thì các bạn có thể tra trên trang fandalan.nl. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo nhé. Tot de volgende keer. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!